Hello anh em, hôm nay thì Minh Châu giới thiệu và sell luôn cái dòng cưa xích điền của thương hiệu Komatsu này anh em ha. Dòng này thì anh em mình sử dụng để cắt củi, cắt cây, cắt tỉa cành, làm các công việc ở trong gia đình hoặc trong sân vườn hoặc là nương rẫy thì anh em mình có thể sử dụng em này ha. Làm các khu vực mà mình cắt cọc này, mình trồng thanh long hoặc là mình trù tiêu thì mình có thể sử dụng những cái như thế này ha. Mình dùng thì con này là cắt là cực kỳ êm luôn anh em. Sử dụng điện thay vì sử dụng xăng thì máy nó sẽ ồn ào hơn, nó tiếng nổ nó sẽ lớn hơn, còn dùng điện thì bóp cò nó mới chạy, không bóp cò là nó đứng im. Mà điện thì cực kỳ êm cho anh em mình sử dụng luôn. Máy thì được trang bị chúng ta có đầy đủ như xích này, lam 16 in nha anh em. Xích lam là 16 in rất là dài để cho anh em mình sử dụng này ha. Đó, anh em hình dung thử cái găng tay của Minh Châu này rất là dài luôn cho anh em ha. Đó, 16 in thì anh em biết rồi, quá là dài để cho anh em mình cắt được cây lớn ha. Tăng xích là anh em tăng ở cái núm ở đây luôn. Thay vì những dòng khác thì anh em phải sử dụng đến tô vít mình tăng ở đằng trước này đúng không? Ở đây thì anh em chỉ cần vặn đây cái núm ở đây ha. Cái núm ở đây anh em có thể vặn nới hang nóc ở đây ra và tăng giảm xích. Xích thì anh em để vừa tầm như thế này thôi, đừng có căng ha. Mình căng quá là khi chạy nó sẽ siết lam đó anh em ha. Rồi, về máy thì được trang bị một bộ học nhớt riêng ha cho anh em mình luôn. Đây, anh em cứ cho nhớt vào đây, máy sẽ từ bơm nhớt từ đồng cho anh em luôn, từ tra nhớt cho xích để bảo vệ xích. Máy điền thì không cần đến nhớt rồi ha. Động cơ là được sử dụng bạc đàn là có mỡ bò bên trong rồi, rất là an toàn và bền bỉ luôn. Komatsu là công nghệ của Nhật nên là nó được kiểm định của nhà nước mình cho nên rất là ok luôn anh em. Về dòng này thì anh em thấy không, làm lít làm rất là chắc chắn và ok luôn. Các cái thiết kế mà phần bên ngoài là anh em thấy rất là ok nha. Phần tay cầm thì anh em thấy không, tạo bi tạo rặn để khi anh em cầm là không bị trơn trượt nha. Còn anh em muốn sử dụng là anh em mình bấm là cái tay mình này, bấm cái lạy khóa đây, bấm cái chốt đây vào mới bấm được cò nha anh em nhớ. Còn nếu không là anh em cứ bóp vậy là cứ nghĩ là cái cò nó hư, nó không chạy hay sao ha, đúng không? Nhưng mà phải bấm cái lạy này vào đó, nhấn cái lạy này vào thì mới nhấn được cái cò này. Đó là một cái khóa an toàn để khi anh em mình lỡ có cầm như vậy mà vẫn không chạy nha anh em ha. Đó, vẫn có điền nhưng vẫn không chạy nha, lỡ có bóp cò vẫn không chạy được, không bóp được bởi vì nó có khóa ở đây, rất là an toàn cho anh em luôn. Dòng này thì có mã là KM1800 nha anh em. Đây là một dòng cực kỳ lớn cho anh em mình luôn. 1850W này, điện 220V này anh em. Làm là 405 này anh em. Làm là 4 tấc 05 ha. Cho anh em mình sử dụng luôn. Tốc độ là 4000 vòng trên 1 phút. Ở con cưa xích này anh em mình cắt củi cắt cây tuyệt vời luôn anh em. Rồi dùng điền này, rất là ok luôn. Đằng trước là có máng đỡ bùi nè, dầm nó có bay thì nó đỡ cái tay mình ha, nó không bay vào tay ha. Ok chưa, mình cầm này nó thiết kế rất là chắc chắn luôn cho anh em ha. Bên ngoài là bằng nắp bằng nhựa nguyên sinh cho nên là rất là chắc chắn và bền bỉ anh em mình sử dụng này. An toàn chưa, quá trời ok luôn anh em. Rồi bây giờ mình sẽ ghim điền để anh em nghe tiếng máy nha. Đây anh em thấy không, khi mà bấm cò này là bấm cái chốt bên hông luôn. Đó, tốc độ là 4000 vòng trên 1 phút anh em. Nè. Ok chưa? Quá chất luôn anh em. Thì khi mà những con như thế này, anh em cắt tỉa sau này lam hoặc xích có hư thì cứ alo Minh Châu là có hết. Còn anh em có thể sử dụng các linh kiện bên ngoài có sẵn thì mình vẫn sử dụng được nha anh em, nó sẽ chung được hết ha. Đó, anh em thấy không? Xích này sẽ chung được với xích của dòng cưa xăng luôn. Cho nên rất là thông dụng, tiền lời cho anh em mình. Sau này lỡ mà có ở xa không mua được ở Minh Châu thì mình chờ vài ngày á, thì nó lại phiền đúng không? Anh em có thể ra cửa hàng bấm xích bỏ vào vẫn xài được ha. Làm xích xài chung được hết cho nên là rất là ok luôn. Này, anh em thấy bắt đỡ rất là ok ha. Rồi, được bảo hành chính hãng 6 tháng của thương hiệu Komatsu nha anh em. Đó, giá thì hôm nay cũng cực kỳ mềm cho anh em luôn. Chỉ với một máy như thế này chỉ với 950.000, một chương trình quá tốt luôn anh em. 1.050.000 hôm nay là chỉ còn 950.000 cho anh em này ha. 950.000 quá bèo luôn anh em. Được bảo hành 6 tháng nữa thì không phải bàn cãi nữa anh em. Rồi anh em nào có nhu cầu thì mình có thể trực tiếp đến cửa hàng của máy sưởng Minh Châu để mình sở hữu một máy như vậy ha. Có đầy đủ phụ kiện như
Xích xích có đầy đủ và có khóa mở để anh em tăng xích này, mở ở đây ra và xoay núm tăng xích ha. Có sắt hướng dẫn để anh em lắp ráp khi mà về nó ở trong hộp như thế này anh em. Đây, khi mà về là trong hộp như thế này mà có đầy đủ, cho nên là nó tháo rời cái lam này ra. Anh em chỉ cần lắp cái lam vào là sử dụng thôi. Máy là lắp sẵn hết cho anh em rồi ha. Rồi, video hôm nay mình cho xin tạm dừng ở đây. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chào tạm biệt mọi người.